Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đang diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính ngày hôm nay. Theo trang web của Bộ Nội vụ, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và bão, tính đến 9 giờ sáng ngày thứ Năm, tổng cộng 69 người đã thiệt mạng và 21 người mất tích ở 3 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Theo báo cáo của Ban Dân chính tỉnh Hồ Nam, tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, thiên tai bão lũ xảy ra từ một tuần qua đã khiến 752.000 người tại 16 quận, huyện Vĩnh Châu và Sâm Châu bị ảnh hưởng, 69 người thiệt mạng, 88.000 người phải sơ tán khẩn cấp, hơn 1.900 ngôi nhà bị sập và hơn 7.600 ngôi nhà bị hư hại, 305.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó 52.000 hecta bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,44 tỷ nhân dân tệ. Sau trận thiên tai này, Hứa Thủ Sinh, Bí thư tỉnh ủy, đã ra chỉ thị, yêu cầu các ban ngành liên quan của tỉnh nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ những người bị nạn. Để làm tốt công việc hỗ trợ cuộc sống cho các nạn nhân, Cục Dân vận, Thương mại và Tài chính tỉnh đã kịp thời phân bổ 2 triệu nhân dân tệ để đảm bảo cuộc sống cơ bản của người dân vùng bị thiên tai. Theo báo cáo của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, thiên tai bão lũ xảy ra đã ảnh hưởng đến 7,245 triệu người tại 86 quận, huyện thuộc 19 thành phố, trong đó có Sán Đầu, Mậu Danh, Yết Dương, Thanh Miễn, Mai Châu, 48 người chết, 10 người mất tích, 976.000 người phải di rời khẩn cấp, 33.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng, hơn 9.300 ngôi nhà bị hư hại, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 327,3.000 hecta, trong đó 21,8.000 hecta bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 10,6 tỷ nhân dân tệ. Cũng theo báo cáo của Ban Dân chính khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây, tính đến 9 giờ ngày thứ Năm, thiên tai bão lũ xảy ra đã khiến 1,231 triệu người tại 13 thành phố và 50 quận, huyện, trong đó có Ngô Châu, Bắc Hải, Hà Châu, Ngọc Lâm và Tần Châu bị ảnh hưởng, 12 người chết và 113.000 người được di chuyển khẩn cấp, gần 6.800 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Khu vực bị ảnh hưởng của trồng trọt là 39.900 ha, trong đó 34.000 ha bị phá hủy. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 460 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Phúc Kiến cũng đã khiến 15 người thiệt mạng, thiệt hại trực tiếp hơn 200 triệu NDT. Từ 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến xảy ra mưa lớn diện rộng, khiến hơn 180.000 người ở tỉnh Phúc Kiến bị ảnh hưởng, 15 người chết, 2 người mất tích và 22.200 người phải chuyển nhà. Do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm, từ 3 ngày qua, khu vực miền Trung và miền Bắc tỉnh Phúc Kiến có mưa rào diện rộng, mưa xối xả cục bộ do hứng chịu lượng mưa lớn. Thiểm Tây, Hữu Tích, Phúc Đồn và Mai Tây, các nhánh của sông Mân Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước vượt cảnh báo và lũ lụt với mực nước siêu cảnh báo đã xảy ra ở Đại Chiên Tây, một nhánh của sông Mân Giang và một số địa điểm ở thượng nguồn phía tây sông Cửu Long Giang và Đình Giang. Mưa xối xả và lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nhất định cho Tam Linh, Tuyền Châu, Nam Bình, Long Nham và các thành phố khác. Theo thống kê lúc 17 giờ ngày thứ Hai, tổng cộng 186.400 người tại 19 huyện của tỉnh Phúc Kiến gồm Tam Linh, Tuyền Châu, Nam Bình và Long Nham đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 420 ngôi nhà bị sập, 15 người chết ở Vĩnh Xuân do nhà kho bị sập và 2 người mất tích, 22.200 người phải di rời, 12,69.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 64 doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ bị đình chỉ hoạt động, 22,56 km bờ bao bị hư hỏng, 4,03 km đê bị vỡ, 60 cống, trạm bơm điện, trạm thủy điện, trạm thủy văn bị hư hại, 94 hồ đập bị phá hủy, tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 242 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại kinh tế trực tiếp đối với các công trình thủy lợi là 87 triệu nhân dân tệ. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, do ảnh hưởng chung của không khí lạnh và ấm, trong 3 ngày tới, ở miền Trung và miền Đông cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, miền Đông Tây Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài sẽ có mưa hoặc mưa rào vừa phải, Giang Hán, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có mưa to hoặc mưa to ở các vùng phía Nam Tứ Xuyên, phần lớn Vân Nam, Nam Quý Châu, phần lớn Quảng Tây, miền Trung và miền Tây Quảng Đông, có mưa lớn ở miền Trung và phía Nam Quảng Tây và các khu vực phía Nam của miền Trung và Tây Quảng Đông, mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Kiều Lâm, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương và là kỹ sư cao cấp ở cấp độ nghiên cứu, chỉ ra rằng trong vài ngày tới, lượng mưa sẽ chủ yếu tập trung ở phía Nam Quảng Tây và các khu vực ven biển của Quảng Đông. Kiều Lâm chỉ ra rằng sau khi có mưa, áp cao cận nhiệt đới đã được tăng cường và dưới sự kiểm soát của nó, nhiệt độ sẽ có sự gia tăng đáng kể. Ở khu vực Trung và Nam của Nam sông Dương Tử, thời tiết nhiệt độ cao có thể xuất hiện ở phía Đông của Nam Trung Quốc. Ban đầu trời oi bức, sau đó trở nên khô và nóng khi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục ảnh hưởng. Về phía Nam,
độ ẩm của nó thường cao hơn so với phía Bắc và thời tiết vẫn cảm thấy ngột ngạt. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp, gần đây Bộ Quản lý Khẩn cấp cùng với Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Bộ Tài nguyên, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Ủy ban Y tế, Cục Thống kê và Cục Khí tượng, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm, Cục Dự trữ và Ngũ cốc, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc, Đường sắt Trung Quốc Tập đoàn và các ban, đơn vị đã tiến hành tham vấn, phân tích về tình hình thiên tai của cả nước trong tháng qua. Trong tháng qua, thiên tai ở Trung Quốc chủ yếu là lũ lụt, mưa đá, thiên tai địa chất, hạn hán, nhiệt độ đóng băng, động đất, cháy rừng cũng xảy ra với các mức độ khác nhau. Tổng cộng có 5,999 triệu người bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai, 149 người chết và mất tích do thiên tai, 92.000 người phải di rời khẩn cấp, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, hơn 1.700 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và hơn 9.700 ngôi nhà bị hư hỏng nhẹ. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 552,5 nghìn hecta, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,76 tỷ nhân dân tệ. So với bình quân cùng kỳ của những năm gần đây, số người bị thương, số người chết và mất tích do thiên tai, số nhà bị sập và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm từ 52%, giảm 11%, từ 81% và 36% tương ứng. Đặc điểm chính của các đợt thiên tai trên phạm vi cả nước trong tháng qua như sau: Nam Bộ chịu mưa lớn, lũ cục bộ, thiên tai địa chất. Trong tháng qua, lượng mưa toàn quốc là 168mm, về cơ bản giống với cùng kỳ những năm trước, nhiều hơn ở Tây Nam Trung Quốc và Nam Trung Quốc, nhưng ít hơn ở hầu hết phía Bắc. Nam Bộ xuất hiện 4 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó, khu vực phía Nam xảy ra quá trình mưa lớn nhất kể từ đầu năm nay, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn, mưa cục bộ mạnh đến 1,05 triệu người tại 8 tỉnh và khu tự trị bị ảnh hưởng, 310.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Hơn 200 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,6 tỷ nhân dân tệ. Vào cuối tháng qua, lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở Vân Sơn, Khúc Kinh và những nơi khác ở Vân Nam, khiến 19 người thiệt mạng và mất tích. Nhìn chung, lũ lụt trong tháng vừa qua đã khiến 2,52 triệu người ở 15 tỉnh, khu tự trị bị ảnh hưởng, 30 người chết và mất tích, hơn 1.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,09 tỷ nhân dân tệ. So với bình quân cùng kỳ 5 năm gần đây, số người bị ảnh hưởng thiên tai, số người chết và mất tích do thiên tai, số nhà sập giảm lần lượt là 14%, 52% và 71% tương ứng, và thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 35%. Ngoài ra, lượng mưa lớn đã gây ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất cục bộ, sạt lở đất và lở đất chủ yếu tập trung ở phía Tây Nam, Trung Nam và Đông Trung Quốc. Các quá trình thời tiết đối lưu nghiêm trọng tương đối hiếm và sét đánh ở Tứ Xuyên, Thanh Hải và những nơi khác đã gây ra thương vong rất nặng. Trong tháng qua, trên cả nước xuất hiện 4 quá trình thời tiết đối lưu mạnh, số lượng ít hơn so với cùng kỳ 5 năm qua và cùng kỳ năm trước. Xét về phạm vi ảnh hưởng, khu vực phía Bắc chủ yếu tập trung ở Đông Bắc và Tây Bắc, khu vực phía Nam tập trung ở vùng núi phía Tây Nam Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam. Về thiệt hại do thiên tai, chủ yếu tập trung vào thiệt hại về nông nghiệp và lâm nghiệp, dông bão cục bộ, gió mạnh và mưa đá ở Cam Túc, Thiểm Tây, Quý Châu và Vân Nam đã gây thiệt hại cho một số khu rừng thương mại và cây ăn quả, đồng thời làm hư hỏng nhà kính nông nghiệp. Xét đánh ở Tứ Xuyên, Thanh Hải và những nơi khác khiến 24 người thiệt mạng. Nhìn chung, thảm họa gió và mưa đá trong tháng qua đã gây ra 1,11 triệu người bị ảnh hưởng tại 16 tỉnh bao gồm Cam Túc, Thiểm Tây và Vân Nam, 28 người chết do thiên tai, 155.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,8 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, hạn hán cục bộ ở Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Đông Bắc Trung Quốc vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng hạn chế đến sản xuất nông nghiệp. Tháng vừa qua, khu vực phía Tây Nam có nhiều trận mưa, hạn hán trước đó ở Tứ Xuyên, Vân Nam và những nơi khác về cơ bản đã được dỡ bỏ. Do nhiệt độ cao và ít mưa ở hầu hết các vùng phía Bắc Trung Quốc, Tây Nam Đông Bắc Trung Quốc, sông Hoàng Hoài và phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, thời tiết tiếp tục khô hạn và hạn hán ở Nội Mông, Sơn Đông, Thiểm Tây, Liêu Ninh và các tỉnh khác tiếp tục. Theo tham vấn và phán đoán, mùa đông năm ngoái và mùa xuân, mùa hè năm nay, khu vực Hoàng Hoài Hải và khu vực Đông Bắc có lượng mưa nhiều hơn, độ ẩm của đất tốt hơn. Ngoài ra, điều kiện tưới tiêu ở hầu hết các khu vực đều tốt, hạn hán nông nghiệp nhẹ hơn so với mùa đông năm ngoái. Chỉ có các loại cây trồng địa phương không có điều kiện tưới tiêu bị ảnh hưởng nhẹ bởi hạn hán, ảnh hưởng đến sự xuất hiện của vụ xuân và sự trưởng thành của hạt lúa mì mùa đông nói chung. Nhiệt độ thấp và thiên tai đóng băng đã ảnh hưởng đến các khu vực Tây Bắc và Tây Nam, số vụ cháy rừng và đồng cỏ đã giảm. Trong tháng qua, có hai đợt không khí lạnh tác động chủ yếu đến khu vực Tây Bắc và Tây Nam Bộ. Trong đó, quá trình đợt lạnh trong hai ngày đầu tháng phạm vi ảnh hưởng rộng, nhiệt độ giảm sâu, nhiệt độ giảm tối đa ở hầu hết các khu vực Đông Bắc Trung Quốc, Hoa Bắc, phía Đông Tây Bắc Trung Quốc, Hà Nam, Sơn Đông, những nơi khác trên 8 độ C. Từ giữa tháng Cam Túc, Thiểm Tây và Tứ Xuyên đã trải qua quá trình không khí lạnh trên diện rộng,
một số cây trồng kinh tế và cây ăn quả lâm nghiệp bị sương giá, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 300 triệu đô la nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, trong tháng qua cả nước xảy ra 22 vụ cháy rừng, chủ yếu ở Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Nội Mông, Quảng Tây, Cam Túc. Số vụ cháy rừng giảm 79% so với trung bình cùng kỳ năm trước. 5 năm, 2 vụ cháy đồng cỏ xảy ra. Không có trận động đất nào từ 5 độ Richter trở lên ở Trung Quốc đại lục và có 4 trận động đất từ 4 độ trở lên, cụ thể là 4,0 ở Alahan, Nội Mông 4,1 ở quận Bắc Xuyên, Tứ Xuyên và Hán Nguyên, Tứ Xuyên, trận động đất 4,8 độ Richter ở huyện Hán Nguyên và trận động đất 4,8 độ ở huyện Am Do, Tây Tạng. Trong số đó, trận động đất 4,8 độ Richter tại huyện Hán Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 2.100 người bị ảnh hưởng, hơn 200 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau, thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 12 triệu nhân dân tệ. Các trận động đất còn lại đã làm không gây ra những tổn thất thiên tai rõ ràng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Trung Quốc chuẩn bị đón cơn bão thứ 3. Đập Tam Hiệp đã xả lũ mức 37%. Một mình đập Tam Hiệp không thể cắt hết lũ. Con đập Tam Hiệp, cố đô Tây An vẫn chìm trong biển nước. Bài học chống lũ ở Tam Hiệp dành cho Việt Nam. Thưa quý vị, ngay sau khi cơn bão số 2, cơn bão gây mưa lớn tại tỉnh Hải Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, thì cơn bão Muge là cơn bão nhiệt đới thứ 3 trong năm nay sẽ đổ bộ vào Trung Quốc vào đêm ngày thứ 2 và sáng ngày thứ 3. Theo thông tin từ Bộ Quản lý các tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, bão Muge, cơn bão nhiệt đới thứ 3 trong năm nay sẽ đổ bộ vào đất liền nước này vào đêm thứ 2 và sáng thứ 3. Dự kiến đêm thứ 2, bão số 3 sẽ đổ bộ vào khu vực phía bắc bờ biển tỉnh Phúc Kiến. Đêm ngày thứ 2, rạng sáng ngày thứ 3 tới, các khu vực như Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô sẽ có mưa vừa và mưa rất to, đặc biệt là khu vực Chiết Giang, lượng mưa có thể lên tới 140mm. Trước những diễn biến của bão số 3, Cơ quan Phòng chống thiên tai Trung Quốc đã khởi động mức ứng phó mưa bão cấp độ 4, đồng thời yêu cầu các địa phương có bão đi qua cần làm tốt công tác phòng ngừa. Trung Quốc vừa trải qua 2 tháng mưa lớn và lũ lụt kéo dài ở miền Nam, gây thiệt hại lớn về người và của. Tân Hoa Xã cho hay, lũ lụt ở Trung Quốc làm ít nhất 158 người thiệt mạng, thiệt hại kinh tế hơn 20 tỷ đô la. Hôm Chủ nhật, ông Vương Dũng, Ủy viên Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong kiểm soát lũ lụt và phục hồi sau thảm họa để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Ông Vương lưu ý rằng rủi ro và nguy cơ tiềm ẩn đang gia tăng khi mực nước cao ở sông, hồ và hồ chứa đang đe dọa cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ trên cả nước. Ông Vương đồng thời nhấn mạnh nỗ lực giám sát chặt chẽ tình trạng lũ lụt, chuẩn bị sẵn sàng cho bão và mưa lớn để ngăn chặn thảm họa và thương vong lớn. Ông Vương cũng yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường hỗ trợ cho các nạn nhân lũ lụt, kiểm soát dịch bệnh, ổn định cuộc sống, đền bù để khôi phục sản xuất càng nhanh càng tốt. Ông cũng lưu ý rằng các nhà chức trách cần đảm bảo rằng những người đã thoát nghèo sẽ không trở lại tình trạng nghèo đói do thảm họa thiên nhiên. Trước trận lũ thứ 3 với lượng nước từ sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử đổ về cao kỷ lục, thì đập Tam Hiệp đã xả lũ ở mức 37% để đảm bảo an toàn và sẵn sàng đối phó với đợt lũ tiếp theo. Trao đổi với China Global Television Network, Gao Yule, cấp cao của đập Tam Hiệp nói rằng việc xả lũ có thể giữ mực nước tại các trạm quan sát thủy văn lớn ở hạ lưu trong phạm vi an toàn và cho biết thêm xả lũ cũng có thể giảm bớt lũ lụt và giảm bớt áp lực đối với vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang. Trong lần xả lũ thứ 3 này, tốc độ dòng nước chảy vào hồ chứa đã giảm xuống còn 34.000 mét khối trên giây so với 2 lần xả lũ trước, ông Gao cho biết. Lần này, việc điều tiết lượng nước trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh chụp từ ngày cuối tháng trước cho thấy đập Tam Hiệp mở 6 cổng xả lũ sau khi đập này hứng dòng nước lũ đạt đỉnh từ đợt lũ thứ 3 ở thượng nguồn sông Trường Giang trong năm nay. Mưa lớn và lũ lụt kéo dài đã tàn phá Trung Quốc kể từ đầu mùa lũ. Hiện nay, mực nước của 433 con sông đang vượt mức báo động, trong đó có 33 không ghi nhận mực nước cao kỷ lục.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp không phải là mối đe dọa đối với hệ thống kiểm soát đa chức năng của đập. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng đã phải mở 3 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang giữa lúc mực nước tại hồ chứa vượt mức cảnh báo lũ hơn 15 mét. Và đầu tháng trước, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tuyên bố mực nước sông lên tới 146,97 mét với lưu lượng nước cực đại là 53.000 mét khối trên giây, tương đương với trận lũ lịch sử năm 1998, từng khiến hơn 4.000 người thiệt mạng. Lũ lụt kéo dài trên sông Trường Giang là thử thách lớn đầu tiên của đập Tam Hiệp khổng lồ, nhưng lũ lụt đã chỉ ra một mình đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang. Lũ lụt kéo dài dọc theo sông Trường Giang ở miền Trung Trung Quốc đã làm sống lại những ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt năm 1998. Trận lũ lịch sử khiến gần 4.000 người chết và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Điều làm nên sự khác biệt của lũ lụt năm 2023 hiện tại đó là đây là thử thách lớn đầu tiên đối với thiết kế của đập Tam Hiệp khổng lồ trên sông Trường Giang. Một dự án thủy điện và kiểm soát lũ được bắt đầu xây dựng vào năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006. Ngoài ra, đây cũng là một bài kiểm tra về công nghệ của Trung Quốc với tư cách là nhà cung cấp viện trợ cơ sở hạ tầng. Mưa lớn kéo dài 2 tháng qua ở Trung Quốc dẫn đến lũ lụt tồi tệ đã khiến ít nhất 158 người thiệt mạng và mất tích. Chính quyền đã sơ tán hàng triệu người khỏi các khu vực bị đe dọa. Quân đội Trung Quốc triển khai hàng ngàn binh sĩ để giúp giảm thiểu thiệt hại lũ lụt trong lưu vực sông Trường Giang. Chính phủ Trung Quốc đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Theo các nhà chức trách, không có lý do gì để lo sợ về một mối đe dọa đối với cấu trúc của chính đập Tam Hiệp, bởi nó được thiết kế để giúp đối phó với lũ lụt. Tuy nhiên, một số báo cáo bao gồm cả phương tiện truyền thông phương Tây lại đặt ra câu hỏi về sự an toàn của đập. Một số dựa trên việc giải thích sai về một bức ảnh vệ tinh cho thấy con đập bị uốn cong dẫn đến lo ngại về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Trên thực tế, Trung Quốc đã phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt rất lớn vào mùa hè này vì những lý do phức tạp không chỉ tập trung vào đập Tam Hiệp. Theo South China Morning Post, đập Tam Hiệp đã đóng vai trò chống lại lũ lụt, nhưng thật không thực tế khi mong đợi một con đập dù lớn đến đâu giải quyết lũ lụt ở quy mô này. Khi nước lũ dâng cao ở thượng nguồn, chính quyền Trung Quốc đã phản ứng bằng cách xả một lượng lớn nước từ đập Tam Hiệp. Điều này chắc chắn đã làm trầm trọng thêm lũ lụt ở hạ lưu. Điều này đặt ra vấn đề về xu hướng của Trung Quốc tập trung vào các dự án lớn mà đầu tư chưa tương xứng với các dự án công trình nước nhỏ nhiều hơn ở thượng nguồn. Theo các chuyên gia xây dựng, các đập hoặc canh nhỏ hơn ở vị trí chiến lược tại thượng nguồn để điều tiết dòng chảy lũ có thể cũng quan trọng nếu không muốn nói là như vậy. Theo giới quan sát, Trung Quốc có thể làm nhiều hơn về mặt này. Hiện tại, bất cứ khi nào có lũ lụt, mọi người có xu hướng nhìn vào đập Tam Hiệp và hy vọng nó sẽ giải quyết tất cả các vấn đề. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích như đợt lũ năm nay cho thấy, suy nghĩ này là sai. Tờ South China Morning Post cho rằng việc xây dựng đập Tam Hiệp phải trả giá bằng những thiệt hại về xã hội và môi trường. Khi hàng triệu người phải di rời, lợi ích của con đập sẽ được bảo vệ và tăng cường bằng cách tập trung vào các dự án kiểm soát lũ phụ trợ nhỏ hơn. Thành cổ Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc mới đây đã trở thành nạn nhân của mưa lũ, vốn đã hoành hành ở nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc suốt 2 tháng qua. Những cơn mưa lớn đổ nước thành cổ và những hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra cho Tây An đã được nhiều người dân địa phương đưa lên mạng xã hội. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng cho thấy nhiều con đường biến thành sông với nước cao ngang lưng. Một số người thậm chí trèo kayak đến lượn quanh thành phố. Ngày càng có nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi mà mực nước hồ chứa đã dâng 15 mét so với mức cảnh báo, mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được hoàn thành năm 2006. Một số chuyên gia bày tỏ sự hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp trong việc phòng chống và giảm nhẹ lũ lụt khi mà đợt lũ mùa hè đã lan rộng ở các tỉnh hạ lưu bao gồm Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và Giang Tô. Họ cho biết mặc dù năm nay lũ lụt trên sông Trường Giang rất nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa là gì so với kịch bản xấu hơn vốn được dự tính trong quá trình thiết kế đập. Kỹ sư trưởng của Cục Tài nguyên Địa chất và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên, người cũng viết một chuyên mục trên tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc, ông Phan Xiao cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu đựng trận lũ tồi tệ nhất ở quy mô một thế kỷ mới có 1-2 lần, nhưng hiện nó đã không thực hiện được vai trò điều tiết lũ khổng lồ của mình.
Mặc dù các trận lũ năm nay ít nghiêm trọng hơn so với trường hợp xấu nhất trong thông số thiết kế, khi xây dựng đập Tam Hiệp được đặt ra mục tiêu là kiểm soát lũ lụt và bảo vệ các trung tâm đô thị như Vũ Hán và Trùng Khánh. Tuy nhiên, cả hai thành phố đã bị nhấn chìm một phần vào đợt lũ này. Mặc dù nhà điều hành đập Tam Hiệp đã nói rằng tình hình có thể đã tàn khốc hơn nhiều nếu không có đập. Thưa quý vị, bài học chống lũ từ Trung Quốc đã khiến cho Việt Nam phải nhìn nhận lại về công tác theo dõi, giám sát mưa lũ ở các hồ chứa, sử dụng lòng sông, bãi sông và hệ thống đê điều. Trong một bài báo của báo điện tử VTV.vn đã đưa ra nhận định rằng Việt Nam đã vào mùa mưa bắt đầu từ cách đây 10 ngày tại Hà Giang và một số tỉnh miền núi. Vừa qua tại Đắk Lắk cũng đã xảy ra mưa lũ, khiến nhiều huyện xảy ra hiện tượng ngập lụt cục bộ. Theo dự báo, vào đầu tháng tới, tại nhiều địa phương sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to và rất to. Công tác đối phó và tình hình mưa lũ phức tạp đã được chuẩn bị thế nào? Các công trình phòng chống thiên tai hiện nay đã đáp ứng được yêu cầu chưa, còn có những khó khăn bất cập nào? Trong chương trình, sự kiện và bình luận vừa qua trên VTV với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Trần Quang Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai và ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã cùng trao đổi về vấn đề này. Từ đầu tháng đến nay, Trung Quốc đã phải hứng chịu rất nhiều trận mưa lớn kéo dài và trên diện rộng. Nhiều địa phương ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc đã nâng cảnh báo mưa lũ lên mức cao nhất, cảnh báo đỏ. Từ đầu mùa lũ đến nay, Trung Quốc đã có ít nhất 141 người chết và mất tích, hơn 40 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại vật chất thống kê chưa đầy đủ, hơn 12 tỷ đô la Mỹ. Ngay cả con đập lớn nhất thế giới Tam Hiệp trên dòng sông Trường Giang ghi nhận mực nước tích trong lòng hồ cao kỷ lục từ trước đến nay 164,18m, tích trữ 14 tỷ mét khối. Theo thiết kế, dung tích hồ chứa của đập Tam Hiệp lên tới 22 tỷ mét khối. Đánh giá về tình hình mưa lũ của Trung Quốc, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho biết đã có 433 con sông vượt báo động. Mưa lũ làm hồ chứa phải xả lũ cùng nhiều tuyến đê bị phá hủy, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Nhận định bài học cho Việt Nam trong câu chuyện kiểm soát lũ ở đập Tam Hiệp, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh, Tam Hiệp là công trình cắt lũ lớn nhất so với các quốc gia khác. Khi Tam Hiệp xả lũ để đảm bảo an toàn thì hệ thống đê điều gặp sự cố. Đối với Việt Nam, từ khi xây dựng Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La, các cơn lũ vặt thì chúng ta đã cắt được lũ. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực phòng chống thiên tai cũng nhận thức được Hồ Hòa Bình và Hồ Sơn La cắt xong lũ. Nhiệm vụ của hệ thống đê điều trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang giảm đi nhiều, không cần đầu tư nhiều. Tôi cho rằng đây là nhận định không phù hợp với tình hình thực tiễn do diễn biến của mưa lũ. Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, bài học từ Trung Quốc khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về công tác theo dõi, giám sát mưa lũ ở các hồ chứa, sử dụng lòng sông, bãi sông và hệ thống đê điều. Hệ thống đê điều vẫn phải là công trình phòng chống lũ trọng điểm nhất. Mưa lớn diện rộng, sông Trường Giang đón đỉnh lũ số 3. Đập Tam Hiệp gồng mình đón trận lũ thứ 3. Lở đất nhấn chìm đường sắt sang Việt Nam. Thiệt hại vật chất do mưa lũ ở Trung Quốc năm nay cao hơn 15,9% so với mức trung bình của 5 năm trước. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Nhà nước Trung Quốc đã phải nâng cấp ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt từ cấp 4 lên cấp 3 do mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trên diện rộng tại Trung Quốc vào cuối tuần này. Theo Tân Hoa Xã thông tin, trong những ngày tới, các khu vực phía Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc dự báo xảy ra mưa xối xả kèm theo dông sét và mưa đá. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, Bộ đề nghị các địa phương ở Trung Quốc liên tục theo dõi sát tình hình, tăng cường công tác ứng phó với các thảm họa có thể xảy ra. Một quan chức Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nói rằng cần phải nỗ lực điều chỉnh các biện pháp điều động nhân lực cũng như cứu trợ lũ lụt và cứu hộ để đảm bảo an toàn cho người dân. Trong khi đó, sông Trường Giang của Trung Quốc đã chứng kiến đỉnh lũ thứ 3 trong năm nay, hình thành ở thượng nguồn từ sáng ngày thứ 6 vừa qua, sau khi lượng mưa lớn khiến mực nước của các dòng chính của sông Trường Giang dâng cao, dòng chảy và hồ chứa đập Tam Hiệp cũng tăng lên. Hồi tháng trước, sông Trường Giang đã hứng đỉnh lũ thứ 2 trong năm 2023, khiến 5 người không thể vượt qua và một người mất tích tại Châu Tự Trị Dân Tộc Thổ Yamianthi, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Trận lũ thứ 4 hình thành trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc đã khiến cho lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp tăng mạnh.
Tân Hoa Xã dẫn thông báo vào hôm thứ Sáu của chính quyền Trung Quốc, Trường Giang, con sông dài nhất Đông Á, đã đón trận lũ thứ 3 trong năm nay trên khu vực thượng nguồn. Sau một đợt mưa lớn, mực nước dâng cao trên các nhánh của Trường Giang dẫn tới nước lũ dồn về, làm tăng nhanh mực nước trong hồ đập chứa Tam Hiệp vào 5 giờ sáng hôm thứ Sáu. Hồ chứa trên chứng kiến lưu lượng nước chảy vào đạt 50.900 mét khối trên giây. Theo Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang, con số này dự kiến sẽ tăng lên 59.000 mét khối trên giây vào hôm thứ Bảy. Chính quyền Trung Quốc kêu gọi các tỉnh, thành phố nằm dọc trên sông Trường Giang huy động các nguồn lực để chuẩn bị ứng phó lũ lụt. Trung Quốc có tổng cộng trên 634 con sông đã có mực nước vượt mức cảnh báo, trong đó 194 con sông vượt qua ngưỡng đảm bảo an toàn và 53 con sông có mực nước tăng kỷ lục. Đáng chú ý, lũ lụt dọc theo sông Trường Giang khiến một số phương tiện truyền thông nước ngoài cho rằng đập Tam Hiệp thất bại trong kiểm soát lũ. Tờ China Daily tuần qua cho biết, khả năng kiểm soát lũ lụt của tất cả các công trình thủy lợi đều bị hạn chế. Đối với đập Tam Hiệp, nó chủ yếu được thiết kế để bảo vệ sông Kinh Giang, một đoạn của sông Trường Giang ở vùng hạ lưu của con đập và các vùng đồng bằng phì nhiêu dọc theo bờ của nó khỏi lũ lụt thường xuyên. Vì nằm giữa trung lưu và thượng lưu sông Trường Giang nên đập Tam Hiệp đóng một vai trò tương đối nhỏ trong việc kiểm soát lũ lụt ở các nhánh hạ lưu của nó. Đập Tam Hiệp có thể giữ dòng nước từ thượng nguồn sông Trường Giang, ngăn không cho nước chảy vào các nhánh hạ lưu và con đập đã hoàn thành vai trò của mình trong năm nay. Bằng cách hạn chế lưu lượng nước chảy ra ở mức 19.000 mét khối mỗi giây, mặc dù dòng chảy vào hồ chứa lên tới 30-50.000 mét khối trên giây, ông Zhao Buting, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Kỹ thuật Thủy điện Trung Quốc cho hay, chúng ta không nên quên rằng việc thuận hóa hoàn toàn dòng chảy của bất kỳ con sông nào, bao gồm cả sông Trường Giang, là điều vượt ra ngoài lĩnh vực kỹ thuật và thừa nhận rằng ngoài các yếu tố tự nhiên như địa lý, khí hậu và sự phân bố lượng mưa không đồng đều, không thể kiểm soát được, thì Trung Quốc còn tụt hậu trong việc xây dựng các hồ chứa và đập so với các nước phát triển. Tuy nhiên, tờ China Daily nhấn mạnh Trung Quốc còn nhiều cơ hội để cải thiện việc kiểm soát lũ lụt của mình và với tăng trưởng kinh tế bền vững và hiện đại hóa hơn nữa, nước này có khả năng củng cố khả năng phòng thủ chống lại lũ lụt. Tập đoàn Đường sắt Côn Minh Trung Quốc cho biết, trận lở đất ập vào ga Lahadi trên tuyến đường sắt Côn Minh Hà Khẩu vào khoảng 3 giờ 20 phút sáng hôm thứ Năm đã nhấn chìm một số đoàn tàu đậu tại nhà ga và làm cho gián đoạn liên lạc đường sắt. Tân Hoa Xã cho hay mưa lớn gây lở bùn đất vào hôm thứ Năm, khiến các nhà chức trách phải tạm dừng dịch vụ trên một đoạn đường sắt ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tập đoàn Đường sắt Côn Minh thông tin tất cả 48 nhân viên và gia đình của họ tại nhà ga đã được sơ tán và dịch vụ trên một đoạn đường sắt đã bị đình chỉ. Công ty đã huy động công nhân để sửa chữa đường sắt. Tuyến đường sắt nơi xử lý hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam đã chuyển hướng các chuyến tàu hàng sang một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn khác. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn mới cho hay rằng các đợt lũ trong mùa hè vừa qua tại nước này đã khiến cho 219 người không thể vượt qua hoặc là mất tích. Và bên cạnh đó là những thiệt hại vật chất ước tính lên đến 178,9 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 596.440 tỷ đồng. Đài Fox News hôm thứ Sáu dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc nêu rõ con số thiệt hại vật chất cao hơn 15,9% so với mức trung bình của 5 năm trước, với khoảng 54.000 căn nhà bị thiệt hại. Các đợt lũ do mưa lớn kéo dài khiến nhiều hệ thống sông ở miền Trung và miền Nam đạt mức nước đáng báo động. Cơ quan chức năng cảnh báo Trung Quốc vẫn sắp tiếp tục hứng chịu hậu quả thiên tai, bao gồm mưa lớn và bão trong 2 tháng tới. Một đài truyền hình dẫn lời của ông Chu cho hay, chúng ta vẫn đang trong mùa lũ. Các cơ quan chức năng ở khu vực miền Nam và miền Bắc đang sẵn sàng đối phó với nguy cơ của lũ. Tại tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 500 lính cứu hỏa cùng gần 100 xe đang túc trực tại thành phố Phật Quang Sơn và đã cứu hộ ít nhất 30 người bị mắc kẹt do lũ lụt. Hơn 100.000 người tại tỉnh này đã bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn trong vài ngày qua và cơ quan chức năng hôm thứ Ba lần đầu tiên đưa ra cảnh báo cam trong 7 năm qua, mức cảnh báo chỉ sau màu đỏ. Trong khi đó, thành phố Phật Quang Sơn nhiều lần phát cảnh báo mưa dông ở mức đó trong ngày thứ Năm. Trên cả nước, hơn 63,4 triệu người đã bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay, trong khi khu vực mưa dông dự báo sẽ trải dài 3.000 km từ Tây Nam đến Đông Bắc, kèm theo cảnh báo lũ, sấm sét và nguy cơ sạt lở đất.
Kính thưa quý vị và các bạn, vùng trung lưu và hạ lưu sông Trường Giang là khu vực dễ bị ngập lụt. Mỗi mùa hè, nước sông dâng cao và tràn qua bờ. Trong khi đó, vùng thượng lưu ít có nguy cơ bị lũ hơn vì dòng sông chảy qua các dãy núi với độ dốc cao. Trong lịch sử, một số trận lũ lớn từng khiến Trung Quốc phải đối mặt với thảm họa. Nếu không tính đến nạn đói và các đại dịch, trận lũ năm 1931 ở miền Trung Trung Quốc được coi là thảm họa tự nhiên nguy hiểm nhất thế kỷ 20. Hơn 140.000 người bị nước lũ nhấn chìm và ít nhất 3,7 triệu người cũng thiệt mạng trong 9 tháng sau cơn đại hồng thủy. Trước khi dự án đập Tam Hiệp được hoàn thiện vào năm 2009, các khu vực ven sông chủ yếu dựa vào các bờ kè, hồ chứa để đối phó với lũ lụt. Tới nay, chưa đầy 20 năm sau khi đập Tam Hiệp đi vào hoạt động, Trung Quốc đang phải hứng chịu trận đại hồng thủy tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Tình trạng hiện nay làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của đập Tam Hiệp và liệu công trình nổi tiếng thế giới này có gặp nguy hiểm trước sức tàn phá khủng khiếp của lũ lụt kéo dài từ tháng 6 tới nay hay không. Tuần qua, sông Trường Giang lần đầu đạt đỉnh lũ trong năm 2023. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang tuyên bố mực nước sông lên tới 146,97m với lưu lượng nước cực đại là 53.000 m³ trên giây, tương đương với trận lũ năm 1998. Trước trận lũ lụt thứ 3 đổ bộ trên sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã tiếp tục xả lũ ở mức 37% để đảm bảo có đủ sức chứa và giữ an toàn cho vùng trung lưu và lưu sông. Trước đó, đập Tam Hiệp cũng phải mở 3 cửa xả lũ để đối phó với lũ số 2 trên sông Trường Giang. Kính thưa quý vị, trận lở đất đổ xuống 40 căn nhà ở một làng thuộc tỉnh Tứ Xuyên sớm nay, hơn 100 người có thể đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhà chức trách tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết đã triển khai các đơn vị ứng cứu khẩn cấp tới làng Tân Ma Simo, huyện Mao để tìm kiếm giúp đỡ các nạn nhân trong vụ lở đất xảy ra sáng nay, theo AFP. Khoảng 40 ngôi nhà trong làng Tân Ma bị chôn vùi sau khi một bên sườn núi sụp xuống, tạo thành đống đất đá dài khoảng 2 km chặn ngang một con sông. Nhà chức trách lo ngại có khoảng 100 người đang bị mắc kẹt trong đống sạt lở. Chính quyền huyện Mao cho biết các đơn vị phản ứng với thảm họa địa chất thảm khốc cấp 1 đang trên đường tới nơi sạt lở, hiện chưa có đánh giá đầy đủ về toàn bộ mức độ sạt lở. Xinhua cho biết một phần của một ngọn núi ở Tây Tạng và khu tự trị dân tộc Khương Tứ Xuyên bị đổ sập lúc 6 giờ sáng nay. Lở đất là mối nguy hiểm thường gặp ở những vùng nông thôn và vùng núi ở Trung Quốc, đặc biệt khi có mưa lớn. Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ lở đất hồi tháng 1 trong một khách sạn ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc. Tháng 10 năm 2016, ít nhất 8 người chết trong các trận lở đất ở miền đông Trung Quốc sau khi nước này hứng chịu nhiều cơn mưa lớn từ bão. Thưa quý vị, cảnh sát nhận thông tin về vụ lở đất tại khu công nghiệp Liu Xi, phía tây bắc thành phố Thâm Quyến lúc 11 giờ 40 phút ngày hôm qua. Tân Hoa Xã đưa tin 7 xe chữa cháy và 30 lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường và đang tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hộ cho biết một tòa nhà ở khu công nghiệp và một số nhà dân hư hại trong vụ lở đất. BBC cho hay 22 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có 2 ký túc xá dành cho công nhân. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, ít nhất 59 người được cho là mất tích. Một công nhân của khu công nghiệp có tên là Tian cho hay ông chủ của anh và thành viên gia đình ông ấy đã bị chôn vùi trong đống đổ nát. Chỉ có Tian và lái xe của gia đình người quản lý thoát nạn. Cơ quan chữa cháy Thâm Quyến cho biết vụ lở đất ảnh hưởng đến khu vực ngoại ô phía bắc thành phố trên diện rộng. AP dẫn lời ông Li Yikang, phó bí thư thành ủy Thâm Quyến cho biết hơn 900 người đã được sơ tán rời khỏi hiện trường. Cũng theo ông Li, khoảng 1.500 người đang tham gia nỗ lực giải cứu. Ren Jingwang, phó giám đốc Sở Công an Thâm Quyến trả lời đài CCTV rằng phần lớn người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi vụ lở đất xảy ra. Tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương cho hay đất trong khu vực đã được đào lên tại một công trình xây dựng trong 2 năm qua, tạo thành ụ đất cao 100m. Trời mưa ở Thâm Quyến hôm vừa qua khiến con đường hiện ngổn ngang bùn đất. 60.000 người dân Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp gánh lưu lượng lũ lớn nhất từ đầu năm. Sông Trường Giang đón lũ mới, đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ lụt. Trung Quốc thử cách mới. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới hơn 60.000 người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam của nước này. Theo báo China Daily thông tin hôm Chủ nhật, mưa lớn trút xuống lưu vực phía tây Tứ Xuyên và phần phía đông của khu vực cao nguyên ở phía tây Tứ Xuyên trong 2 ngày qua.
Mưa liên tục đã khiến 31 con sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động. Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng khác ở nhiều vùng của tỉnh Tứ Xuyên bị thiệt hại ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó có ở thủ phủ thành đô của tỉnh và các thành phố Đức Dương và Miên Dương. Những trận mưa như chút nước khiến khoảng 60.000 người dân Tứ Xuyên phải sơ tán. Theo Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ hạn hán của Tứ Xuyên, tới ngày Chủ nhật chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Tại đây, cơ quan khí tượng tỉnh Tứ Xuyên đã phát cảnh báo mưa lũ màu vàng từ 16 giờ ngày thứ Bảy, trước khi ứng phó khẩn để kiểm soát lũ lụt cấp 3 được phát ra. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ, với cấp 1 là cấp quan trọng nhất. Trước đó, hôm thứ Bảy, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc gia hạn cảnh báo màu vàng với mưa lũ ở một số tỉnh và khu vực cho tới tối Chủ nhật. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, tới tối ngày Chủ nhật, những trận mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới nhiều vùng ở Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Vân Nam, Quảng Tây và lưu vực Tứ Xuyên. Theo dự báo thời tiết, một số khu vực có khả năng có lượng mưa lên trên 70mm mỗi giờ kèm theo dông, lốc và gió giật mạnh. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo lũ lụt màu cam hôm thứ Bảy cho các vùng thuộc Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc trong vòng 24 giờ. Giới chức các địa phương được khuyến cáo đề cao cảnh giác trước nguy cơ lũ lụt, sạt lở, bùn đất, đồng thời tạm dừng các hoạt động ngoài trời tại các khu vực dễ bị thiên tai. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Thưa quý vị, sau trận lũ số 4 hình thành trên sông Trường Giang, hay còn gọi là sông Dương Tử của Trung Quốc, đập chứa nước Tam Hiệp đã phải gánh chịu lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất kể từ đầu năm cho đến nay. Cụ thể, lưu lượng đổ nước và đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên giây. Theo thông tin từ cuộc họp về tình hình mưa lũ hiện nay ở Trung Quốc của Bộ Thủy lợi, nước này tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần qua. Vào lúc 8 giờ cùng ngày giờ địa phương, lưu lượng đỉnh lũ đổ và đập chứa nước Tam Hiệp trên dòng chính ở thượng lưu sông Trường Giang lên tới 62.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ đổ về đập này lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Mức đỉnh trước đó được thiết lập trong trận lũ số 2 với lưu lượng đạt 61.000 mét khối trên giây. Mực nước của nhiều sông, hồ ở thượng và trung lưu sông Trường Giang cũng như lưu vực sông Hải đã vượt mức báo động. Trong đó đáng chú ý, sông Nghi, Nghi Hà trên lưu vực sông Hoài đã xảy ra đợt lũ lớn nhất kể từ năm 1960 đến nay. Lưu lượng đỉnh lũ đổ và chạm thủy văn trên sông này có thời điểm vượt mức báo động và đứng thứ 3 trong lịch sử tính từ thời điểm có các số liệu ghi chép về lũ năm 1950. Cũng trong ngày thứ Bảy, khu vực bồn địa Tứ Xuyên và các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông, Sơn Tây, Liêu Ninh của Trung Quốc đã xảy ra mưa to đến rất to. Trong đó, riêng tỉnh Tứ Xuyên có nơi lượng mưa lên đến 550-634mm. Dự báo từ nay đến cuối tuần, nhiều khu vực ở bồn địa Tứ Xuyên, khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này vẫn sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Theo dự báo, một trận lũ mới sẽ xảy ra tại vùng thượng lưu của sông Trường Giang trong vài ngày sắp tới. Và trước diễn biến này, thì Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực lớn hơn trong việc kiểm soát lũ lụt cho hồ chứa Tam Hiệp và thượng nguồn con sông này. Hôm Chủ nhật, Tân Hoa Xã cho hay, trong 3 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn ở các khu vực Tây Nam Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc cùng các khu vực khác. Bộ trưởng Bộ Thủy lợi E. Jinping yêu cầu cần phải có những nỗ lực hơn nữa trong việc phòng chống lũ lụt cho hồ chứa đập Tam Hiệp và các hồ chứa ở thượng nguồn sông Trường Giang. Cùng với đó, các biện pháp đối phó với lượng mưa ở Đông Bắc Trung Quốc và lũ lụt ở lưu vực sông Hoàng Hà và sông Vị Hà cần được thực hiện. Trung Quốc đang tiến hành thử tiếp cận một cách chống lũ mới khi đập Tam Hiệp không thể gánh hết lũ sông Trường Giang. Trong nhiều thế kỷ, phương pháp Trung Quốc dùng để chế ngự những con sông ngỗ ngược là cố gắng kiềm chế chúng bằng đê, đập và kênh rạch để khiến núi cao phải cúi đầu sông, biển phải nhường đường, như lời Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói. Theo Bloomberg, Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc có hồ sơ về các thảm họa thiên nhiên cách đây 500 năm và hầu hết trong số đó đều có một trận lụt lớn. Tuy nhiên, các dòng sông tiếp tục bị ngập lụt và quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Vùng đồng bằng ngập lụt trước đây đã trở thành nhà ở và nhà máy được bảo vệ bởi những bờ đê bao ngày càng cao. Chính vì vậy, chính phủ Trung Quốc đang thử một cách tiếp cận mới ở rìa đông bắc của Trùng Khánh, xung quanh trung tâm triển lãm quốc tế mới khổng lồ, quận Yulai, được thiết kế như một thành phố bọt biển. Các thành phố của Trung Quốc ngập lụt một phần do phần lớn diện tích đất giữ nước từ hấp thụ lượng mưa, đồng cỏ, rừng cây và hồ đã bị lát đá, buộc nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước, trong khi hệ thống thoát nước lỗi thời hoặc được xây dựng kém chất lượng đã không còn khả năng ứng phó. Sáng kiến thành phố bọt biển được đưa ra vào năm 2015 là một nỗ lực để đảo ngược điều đó, hấp thụ lượng mưa lớn và thải từ từ xuống sông và các hồ chứa, sử dụng các cấu trúc đặc trưng như vườn cây trên mái nhà, công viên đất ngập nước tuyệt đẹp, vỉa hè thấm nước và bể chứa ngầm. Kế hoạch cuối cùng là hấp thụ hoặc tái sử dụng 70% lượng nước mưa rơi xuống 4/5 diện tích đất đô thị của Trung Quốc. Yu Kongjian, giáo sư kiến trúc cảnh quan tại Đại học Bắc Kinh cho biết, chúng ta cần trả lại không gian cho nước, chúng ta nên coi nước như một nguồn tài nguyên quý giá, không phải là kẻ thù của chúng ta. Yulai là một trong những địa điểm thí điểm được chính phủ Trung ương phê duyệt. Công viên trung tâm triển lãm được đặt thấp hơn mặt đất xung quanh để thu nước mưa, được lọc bởi các lớp thực vật thủy sinh. Mưa rơi xuống, các mái nhà được chuyển hướng sang công viên gần đó, vỉa hè được làm bằng vật liệu thấm nước. Đây có vẻ là một dấu hiệu tích cực cho Trùng Khánh, thành phố được xây dựng giữa những ngọn núi, nơi hai con sông lớn Gia Lăng và sông Trường Giang gặp nhau, vốn đã chi nhiều tiền nhất cho việc ngăn chặn lũ lụt. Các chiến lược kinh tế và môi trường lớn do chính phủ Trung ương Trung Quốc chỉ đạo có xu hướng bị lợi dụng để tham nhũng khi chúng xuống đến cấp chính quyền địa phương. Theo Bloomberg, các quan chức cấp tỉnh và các công ty sử dụng chứng thực chính trị và tiền của chính phủ để theo đuổi các chương trình nghị sự của riêng họ. Gần khách sạn 5 sao Wingham ở Yulai, máy ủi và cần cầu san phẳng vùng đất trước đây là những ngọn đồi phủ đầy cây cối, một trong những hàng chục dự án phát triển mới ở các thị trấn mới đã mọc lên ở các vùng ven của Trùng Khánh. Yuo, một tài xế taxi ở Trùng Khánh cho biết, các nhà đầu tư chặt rừng và phá cỏ, xây nhà và sau đó trồng cây trang trí để nó trở thành một thành phố bọt biển và họ kiếm được rất nhiều tiền. Và sau khi đã tiêu hết tiền và xây dựng những công trình mới, thường sẽ có rất ít động lực để duy trì chương trình ban đầu. Một trong những dự án bọt biển đầu tiên của Yulai, một khu vườn thu gom nước mưa đang ngập rác và cỏ hoang đã mọc tùm, nhanh hơn cả những loại cây được thiết kế để lọc nước mưa. Tuy nhiên, thành phố bọt biển sáng kiến chống lũ mới của Trung Quốc là một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang thay đổi và người dân ngày càng ít chấp nhận sự phát triển bằng mọi giá. Bão số 3, giật cấp 12 đổ bộ Quảng Đông, Trung Quốc. Đập Tam Hiệp đối mặt lũ lớn nhất chưa từng có. Lũ đe dọa tượng Phật khổng lồ, buộc 100.000 người dân phải sơ tán. Thưa quý vị và các bạn, theo tin bão mới nhất, vào hồi 10 giờ ngày thứ Tư, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 112,6 độ Kinh Đông đã đổ bộ lên khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 3 mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Ba đã đưa ra cảnh báo màu cam đối với bão số 3, cơn bão dự kiến gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Trong cùng thời gian, các khu vực bao gồm các tỉnh Hải Nam, Quảng Đông và Vân Nam cũng như khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây sẽ hứng chịu những trận mưa như chút nước với một số khu vực có lượng mưa lên tới 250 mm. Ủy ban Kiểm tra Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trung Quốc hôm ngày thứ Ba đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 với bão số 3 và lũ lụt cấp thấp nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của Trung Quốc.
Trước tình trạng xảy ra cùng lúc mưa lớn và bão mạnh, thì Trung Quốc đã phải nâng mức cảnh báo phòng lũ lên cấp 2 và tỉnh Tứ Xuyên của nước này cũng lần đầu tiên trong lịch sử phát đi cảnh báo phòng lũ cấp 1. Trong khi đó, đợt lũ lớn nhất từ trước đến nay dự báo sẽ đổ bộ vào đập Tam Hiệp vào ngày mai thứ Năm. Theo báo điện tử VOV đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn, hàng loạt các con sông trên thượng lưu sông Trường Giang của Trung Quốc đang xảy ra lũ, trong đó đỉnh lũ tại trạm Thủy Văn Thống Thang thuộc địa phận thành phố Trùng Khánh dự kiến sẽ vượt mức đảm bảo an toàn 4-5m vào ngày thứ Năm. Trước tình trạng nghiêm trọng này, Ban Tổ chức Chỉ huy Phòng chống lũ lụt hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức phản ứng khẩn cấp phòng lũ từ cấp 3 lên cấp 2 vào lúc 10 giờ ngày thứ 3 theo giờ địa phương. Hai đoàn công tác cấp bộ cũng đã được cơ quan này gửi đến Trùng Khánh và Tứ Xuyên để chỉ đạo và hỗ trợ công tác phòng chống lũ. Trong khi đó là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt mưa lũ lần này, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải kích hoạt cơ chế phản ứng phòng lũ cấp 1. Tức cấp cao nhất lần đầu tiên từ trước đến nay, từ sáng sớm ngày thứ ba, do sông Thanh Y tại đây xảy ra lũ lớn hiếm gặp. Mực nước trên toàn bộ lưu vực sông này đã vượt mức an toàn, nhiều dòng sông khác cũng ở mức báo động. Công tác phòng lũ tại Tứ Xuyên đang trong tình trạng hết sức nguy cấp. Cũng trong ngày thứ ba, Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, vào ngày thứ năm tới, lưu lượng đỉnh lũ đổ vào đập chứa nước Tam Hiệp có thể lên tới 74.000 mét khối trên giây. Đây là lượng nước lũ lớn nhất đổ vào đập này kể từ khi xây dựng đến nay. Cục Thủy văn của Ủy ban này đã phải phát đi báo động đỏ về lũ trên sông Mân Giang, một nhánh của sông Trường Giang, trên địa phận tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 11 giờ ngày thứ ba theo giờ địa phương. Đồng thời tiếp tục phát cảnh báo màu cam trên nhiều khu vực sông khác ở thượng lưu sông Trường Giang. Trong ngày thứ ba, đập Tam Hiệp đã phải mở 9 cửa xả sâu để xả lũ nhằm ứng phó với đợt lũ mới đang tới gần. Bên cạnh đó, theo báo Global Times đưa tin, các đập ở thượng nguồn sông Trường Giang do tập đoàn Tam Hiệp quản lý gồm Ô Đông Đức, Khê Lạc Độ, Hướng Gia Bá sẽ phối hợp để cùng kiểm chế lũ. Tập đoàn Tam Hiệp hôm thứ Tư cho biết, theo đó, các đập sẽ phát huy đủ chức năng phòng chống lũ lụt và dự kiến giảm bớt áp lực phòng chống lũ lụt cho tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh cũng như đập Tam Hiệp. Theo ước tính, đỉnh dòng chảy về sẽ giảm xuống 68.000 mét khối trên giây, trong khi đó lưu lượng xả của đập Tam Hiệp sẽ tăng từ 42.000 mét khối trên giây lên 46.000 mét khối trên giây, theo yêu cầu của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang. Đập Tam Hiệp hôm thứ Bảy vừa qua đón nhận trận lũ số 3 trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 62.000 mét khối trên giây. Hai ngày sau, trận lũ số 4 xảy ra dọc thượng nguồn sông Trường Giang. Một số nhánh của thượng nguồn sông Trường Giang đã chứng kiến những đỉnh lũ kỷ lục do mưa lớn liên tục. Trung Quốc hàng năm đều hứng chịu lũ lụt, song các trận lũ năm nay lớn hơn bình thường và gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành phố Trùng Khánh hôm qua nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lên cao nhất khi trận lũ số 4 của sông Trường Giang tấn công thành phố 31 triệu dân này. Đỉnh lũ trên thượng nguồn sông Trường Giang lần đầu tiên dâng đến chân Phật khổng lồ 1.200 năm tuổi kể từ năm 1949 đến nay và đã đe dọa an nguy của di sản thế giới này và buộc giới chức phải sơ tán hơn 100.000 người dân. Theo hãng tin Reuters đưa tin hôm thứ Tư, lực lượng ứng phó khẩn cấp và các tình nguyện viên phải dùng bao cát để bảo vệ bức tượng khổng lồ Lạc Sơn Đại Phật ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc khi nước lũ lần đầu tiên dâng đến chân tượng kể từ năm 1949. Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996. Tứ Xuyên đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cao nhất để đối phó với đợt mưa xối xả mới. Giới chức cũng đã sơ tán hơn 100.000 dân. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, cơ quan chính phủ giám sát dòng sông cùng ngày ra báo động đỏ. Theo cơ quan này, nước tại một số trạm quan trắc dự kiến vượt mức đảm bảo chống lũ hơn 5 mét. Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, một âu tàu 5 tầng ở phía Bắc và phía Nam và 34 máy phát turbo kết hợp với công suất phát 22,5 triệu kW. Đập Tam Hiệp hạn chế lượng nước chảy xuống hạ lưu bằng cách tích trữ trong hồ chứa. Tuy nhiên, hồ chứa đập Tam Hiệp vốn đã vượt mức cảnh báo hơn 10 mét trong hơn một tháng qua. Bộ Thủy lợi hôm qua buộc phải tăng lưu lượng xả lũ để giảm áp lực kiểm soát lũ. Lạc Sơn Đại Phật là bức tượng Phật tạc trong núi đá lớn nhất và cao nhất thế giới. Tượng cao 71 mét, vai rộng 28 mét, lông mày dài 5,5 mét, mũi cao 6 mét, tai dài 7 mét, có khả năng giữ hai người bên trong.
mỗi bàn chân dài 11m, rộng 8,5m, đủ lớn cho 100 người ngồi. Mưa lớn cuối tuần đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người ở Tứ Xuyên. Đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và các cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh đã bị hư hại. Truyền thông địa phương cho biết đây là lần đầu tiên tỉnh Tứ Xuyên phát cảnh báo cao nhất về lũ lụt. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay cơn bão Sodilo, cơn bão số 4 rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía đông nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 8 giờ ngày hôm qua, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 130,1 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 1.000 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc, 125,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 460 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, tức là từ 167 đến 183 km/giờ, giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 120,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km/giờ, giật cấp 17. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối mai, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, 8, giật cấp 9, 10, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong khoảng 48 giờ đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Ngoài ra, ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang, gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 9 và gây mưa dông mạnh. Sóng biển cao từ 2-4 mét, biển động. Kính thưa quý vị khán giả, tỉnh Vân Nam, Tây Nam, Trung Quốc vừa hứng chịu trận động đất mạnh nhất kể từ 14 năm qua, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày thứ Hai theo giờ địa phương đã xảy ra trận động đất 6,5 độ Richter, kéo theo dư chấn 4,1 độ Richter tại khu vực đồi núi hẻo lánh ở đông bắc tỉnh Vân Nam, làm ít nhất 367 người thiệt mạng, 1.800 người bị thương và vẫn còn 181 người mất tích. Tờ China Daily dẫn thông tin từ Trung tâm Mạng lưới Cảnh báo Trung Quốc cho hay, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng tâm chấn thuộc huyện Lỗ Điện, thành phố Chiêu Thông, phía đông bắc tỉnh này với hơn 100 người thiệt mạng, 2.000 ngôi nhà bị sập và 30.000 nhà hư hại nặng. Những nạn nhân thiệt mạng còn lại thuộc hai huyện lân cận. AFP dẫn thông tin từ Viện Địa Vật Lý Mỹ cho biết rất đông người dân ở Chiêu Thông sống trong những khu chung cư cũ kỹ, không có khả năng chịu địa chấn cao nên thương vong sẽ rất lớn. Theo các chuyên gia và nhân viên cứu hộ, có thể còn nhiều người bị kẹt dưới các đống gạch đá nên số thương vong có thể tăng cao. Hình ảnh từ khu vực xảy ra động đất cho thấy đám đông hoảng loạn bỏ chạy khỏi các khu chung cư. Sau đó, nhiều người tụ tập đứng trước ngôi nhà đổ nát của mình với sự sợ hãi, thất thần, in đậm trên mặt. Một người dân ở Lỗ Điện bàng hoàng kể lại với Tân Hoa Xã. Thật khủng khiếp, những thứ xung quanh tôi đều đổ sập, kể cả một khu nhà hai tầng mới xây. Cảnh vật hoang tàn như một bãi chiến trường vừa bị dội bom. Hậu quả khủng khiếp hơn nhiều so với trận động đất cách đây 2 năm. Tôi chưa từng thấy mặt đất rung chuyển dữ dội như vậy. Một tình nguyện viên tham gia cứu hộ cho hay, tôi đã tham gia cứu hộ 40 người. Chúng tôi cũng thấy nhiều xác người bị kẹt trong đống đổ nát nhưng không thể làm gì được vì phải ưu tiên cứu người còn sống trước. Động đất còn ảnh hưởng đến hệ thống viễn thông và gây cúp điện nước trên diện rộng. Hiện quân đội, cảnh sát và khoảng 700 nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. Chính phủ Trung Quốc đã gửi khẩn cấp 2.000 lều, 3.000 giường xếp và 6.000 chăn, áo ấm để hỗ trợ những gia đình phải sơ tán vì mất nhà cửa. Tuy nhiên, công tác ứng cứu đang gặp nhiều khó khăn do ngay trước khi động đất xảy ra, khu vực này bị lở đất, làm nhiều tuyến đường hư hại và ngưng hoạt động, theo Tân Hoa Xã. Chính quyền địa phương đã ra lệnh sửa chữa khẩn cấp và tạm mở lại một số đường để phục vụ cứu hộ sau địa chấn. Khu vực đồi núi Tây Nam Trung Quốc giữa các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu vốn khó tiếp cận lại thường gặp động đất mạnh nên dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Một trận động đất 6,8 độ Richter năm 1974 tại khu vực này đã làm 1.500 người thiệt mạng. Hồi tháng 9 năm 2012, hai trận động đất liên tiếp ở vùng núi giữa Vân Nam và Quý Châu làm 80 người chết.
Tháng 4 năm 2013, một trận động đất 7 độ Richter cũng ở tỉnh này đã làm 200 người thiệt mạng và 13.000 người bị thương. Kinh hoàng nhất là trận động đất mạnh 8 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên hồi tháng 5 năm 2008, làm khoảng 69.195 người thiệt mạng và 18.392 người mất tích. Cũng trong cùng ngày, tại phân khu Shigaji của khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc cũng đã xảy ra một trận động đất 5 độ Richter, hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại đáng kể. Cùng ngày, vùng biển ngoài khơi tỉnh Manus của Papua New Guinea và đảo Okinawa của Nhật Bản lần lượt rung chuyển bởi hai trận động đất 6,6 độ Richter và 6 độ Richter nhưng không có cảnh báo sóng thần. Bão nhiệt đới số 4 với sức gió lên tới 119 km/h đổ bộ vào vùng ven biển tỉnh Phúc Kiến vào sáng ngày thứ Ba. Một video đăng tải trên truyền thông Trung Quốc cho thấy bão kèm theo gió mạnh thổi bay một khu nhà xưởng của nhà máy ở thành phố Long Hải, tỉnh Phúc Kiến trong vài giây. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đáng sợ, một phần của nhà máy Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc bị bão số 4 thổi bay trong chớp mắt. Tân Hoa Xã cho hay, bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến vào sáng thứ Ba, mang theo mưa xối xả và gió mạnh lên tới 119 km/h ở gần tâm bão. Những cơn mưa lớn làm đổ cây cối và nhà cửa, nhiều khách du lịch bị mắc kẹt ở thành phố Trương Châu và Hạ Môn. Tại một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc ở Trương Châu, hàng chục phương tiện phải tránh trú gió lớn bên vệ đường. Ở một trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc khác trong thành phố, hai cảnh sát đứng trước một cây đổ để cảnh báo nguy hiểm. Mái của một số ngôi nhà gỗ tại một địa điểm du lịch ở Trương Phố bị xé toạc trong bão dữ, trong khi tổng cộng 30 du khách bị mắc kẹt tại điểm tham quan này. Cho đến nay, tất cả họ đã được sơ tán đến nơi an toàn. Mưa to, gió lớn đã làm gián đoạn giao thông địa phương. Một số đoàn tàu đã được lệnh dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh. Sân bay quốc tế Cao Khi ở Hạ Môn đã hủy 51 chuyến bay đi vào hôm thứ Ba và hơn 30 chuyến bay trong sáng ngày hôm sau. Các chuyến phà chở khách được lệnh tạm dừng dịch vụ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt Hạ Môn cho biết hơn 5.600 tàu cá đã được thả neo và hơn 3.200 người phải sơ tán vào đất liền. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Ba đưa ra cảnh báo màu vàng cấp 4, cấp thấp nhất đối với bão số 4. Mặc dù bão số 4 suy yếu trong ngày thứ Tư, song ông Zheng Guwen, quan chức Sở Thủy lợi tỉnh Phúc Kiến cho biết một số khu vực của tỉnh sẽ phải hứng chịu những trận mưa như chút nước. Mưa lớn đã trút xuống hơn 80 thành phố và quận huyện ở Phúc Kiến. Từ 6 giờ sáng ngày thứ Ba đến 11 giờ sáng ngày thứ Tư, Trương Phố hứng chịu lượng mưa trên 170mm. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cứu trợ thiên tai. Là cơn bão số 4 ở Trung Quốc và là cơn bão thứ hai đổ bộ vào các khu vực ven biển phía đông trong tuần qua. Tuần trước, cơn bão số 4 trong năm nay ở Trung Quốc đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang với sức gió 137 km/h. Gần tâm bão, các nhà chức trách Trung Quốc đã phải đưa ra báo động màu vàng trước tình trạng mưa lớn đang hoành hành ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc trong hai ngày tới. Sở Thủy lợi Hà Bắc cũng đã ban hành cảnh báo lũ quét trong những ngày sắp tới. Tân Hoa Xã đưa tin, thành phố Hàm Đan của tỉnh Hà Bắc đã hứng lượng mưa lên tới hơn 100mm chỉ trong vài giờ ngày thứ Tư. Một số thị trấn ở Cù Châu chịu lượng mưa tương tự, khiến cơ quan kiểm soát lũ lụt địa phương phải khuyến cáo người dân đề phòng nguy hiểm và đảm bảo an toàn. Phòng Cảnh sát Giao thông và Quản lý Đô thị cũng kích hoạt các kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét các hố thoát nước nhằm tránh nước mưa ngập ứ đường phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác ở tỉnh Hà Bắc, trong đó có thủ phủ Thạch Gia Trang và Hình Đài. Ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc Tây Nam Trung Quốc, mưa lớn buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng và nhiều tuyến đường tê liệt. Mưa triền miên từ tối thứ Hai ở tỉnh này đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Cuộc sống của khoảng 107.000 người bị xáo trộn với 14 con sông trên địa bàn ngập ứ nước. Tại Bắc Kinh, giới chức thành phố này đã tiến hành kiểm tra các trạm bơm, đóng cửa các công viên và cảnh báo cư dân trong bối cảnh thủ đô của Trung Quốc chuẩn bị đón trận mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu mùa lũ năm nay. Tập đoàn Thoát nước Bắc Kinh, đơn vị vận hành hệ thống thoát nước của thành phố cho biết đã bắt đầu ứng phó cấp cao nhất với mưa lũ, đặt 3.090 người lao động trong trạng thái sẵn sàng xử lý với bất cứ đợt lũ lụt nào do mưa lớn gây ra. Công ty thông báo hôm thứ Tư rằng đã kiểm tra các cơ sở thoát nước của thành phố, bao gồm các trạm bơm và cống thoát nước trên đường phố.
các trạm bơm đã được lệnh xả các bể chứa trước để chuẩn bị đón mưa lớn. Cơ quan khí tượng Bắc Kinh ban hành cảnh báo màu vàng từ thứ ba với mưa bão, dự báo những cơn mưa như chút nước xảy ra vào ngày thứ tư đến ngày thứ năm, ảnh hưởng tới khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc. Người dân Bắc Kinh đã nhận được tin nhắn từ Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt của thành phố từ trưa thứ ba, khuyến cáo tránh ra ngoài và làm việc tại nhà nếu có thể. Thủ đô của Trung Quốc cũng tạm thời đóng cửa các công viên và địa điểm du lịch trong ngày thứ tư do lo ngại về an toàn. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cho hay, các công viên trong đó có Di Hỏa Viên, Công viên Thiên Đàn và Sở Thú Bắc Kinh đều đóng cửa. Thời gian mở cửa của các địa điểm thu hút du khách này sẽ được thông báo sau. Theo Trung tâm Quản lý Công viên Đô thị Bắc Kinh, du khách có thể hủy vé và nhận tiền hoàn lại trực tuyến. Sở làm vườn và cây xanh Bắc Kinh cũng tăng cường các nỗ lực nhằm ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra do mưa lớn ở khu vực đô thị và vùng núi. Tất cả các dự án cảnh quan ngoại trừ những dự án trong điều kiện đặc biệt đã được lệnh tạm dừng hoạt động và công nhân được yêu cầu trú ẩn ở những địa điểm an toàn. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức nguy hiểm nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam. Khoảng 20 giờ 16 phút tối ngày thứ Tư theo giờ địa phương, chính quyền thành phố Miên Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phải cho nổ một đoạn đê nhằm giảm áp lực từ nước lũ. Theo đó, khoảng 160 kg thuốc nổ được dùng để phá đoạn đê có chiều dài 15 m tại địa phận An Xuyên thuộc thành phố Miên Dương. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã cho sơ tán các hộ dân sống xung quanh con đê trên đến nơi an toàn. Bí thư thôn Vũ Hà thuộc địa phận An Xuyên, ông Bành Trị Cẩm trả lời phỏng vấn QQ cho biết. Có nhiều thôn dân sống cách kè sông chỉ 60 mét, trước mắt chúng tôi đã khẩn trương di rời hơn 1.800 người tới nơi an toàn. Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc sáng thứ Năm thông báo, đợt thiên tai kéo dài từ đầu tháng tới nay ở nước này đã khiến hơn 63,4 triệu người chịu ảnh hưởng, hơn 54.000 công trình bị phá hủy, 219 người thiệt mạng và mất tích. Ước tính thiệt hại kinh tế do mưa lũ gây ra đã lên tới 179 tỷ nhân dân tệ, hơn 25,7 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc, hồ chứa đập Tam Hiệp dự kiến sẽ đón đợt lũ mới, đợt lũ thứ tư vào ngày thứ sáu sắp tới. Theo dự báo sơ bộ của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ đạt tới 50.000 mét khối mỗi giây. Sau khi mưa lớn liên tục ập vào thượng nguồn sông Trường Giang, hồ chứa đập Tam Hiệp đã xả nước hai lần vào ngày thứ ba đến ngày thứ tư để chuẩn bị đón đợt lũ thứ tư trong năm nay. Ủy ban yêu cầu Sở Thủy lợi các tỉnh và thành phố dọc sông Trường Giang bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc và Thiểm Tây tăng cường hơn nữa công tác dự báo lũ lụt và cảnh báo sớm, đồng thời tập trung vào việc kiểm soát lũ của các con sông vừa và nhỏ. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Từ sáng thứ Tư đến sáng thứ Năm, thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc đã xảy ra đợt mưa lớn nhất kể từ đầu mùa lũ đến nay. Ở Bắc Kinh, mưa chủ yếu tập trung vào đêm, lượng mưa lớn nhất là 156,6mm. Còn tại khu mới Hồng An, tỉnh Hà Bắc, lượng mưa lớn nhất đo được lên tới 241mm. Kính thưa quý vị, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ USGS thông báo cường độ trận động đất là 6,1 độ Richter ở độ sâu khoảng 10 km. Tân Hoa Xã dẫn tin từ Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cung cấp số liệu với cường độ lên tới 6,5 độ Richter. Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin tâm chấn của trận động đất tại huyện Lỗ Điện thuộc thành phố Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam. Khoảng 265.900 dân sinh sống tại 7 thị trấn thuộc huyện Lỗ Điện. Các tỉnh lân cận như Quý Châu và Tứ Xuyên cũng chịu ảnh hưởng của địa chấn. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều tòa nhà hư hại nặng nề trong trận động đất. Người dân đào bới các đống gạch đá để tìm người sống sót. Theo Reuters, ít nhất 381 người thiệt mạng trong vùng ảnh hưởng của địa chấn. Huyện Lỗ Điện là địa phương hứng chịu thương vong lớn nhất với 120 người thiệt mạng, hơn 180 người mất tích và ít nhất 1.881 người bị thương. Chính quyền cho hay hơn 12.000 ngôi nhà tại đây đã sụp đổ và 30.000 ngôi nhà khác hư hại nặng. Sinh viên Ma Hao, tình nguyện viên cứu hộ tại thị trấn Long Tong San đã giúp lực lượng cứu hộ tìm thấy hơn 40 người dưới các lớp gạch đá. Chúng tôi không có thời gian dành cho các thi thể. Chúng tôi phải giúp những người còn sống trước, anh nói. Cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc phát thông báo mưa sẽ xuất hiện trong khu vực động đất trong 3 ngày tới. Tôi thấy nhà cửa rung lắc mạnh,
một số đồ vật nhỏ trên kệ rơi hết xuống đất, một người dân nói. Người dân bỏ chạy ra đường sau khi các tòa nhà bắt đầu rung lắc, chính quyền địa phương đã cắt nguồn điện sinh hoạt. Do trận động đất ảnh hưởng đến hệ thống viễn thông nên việc liên lạc đến hiện trường bằng di động rất khó khăn. Cô Malia, người dân huyện Lộ Điện mô tả đường phố tan hoang như bãi chiến trường sau khi bị dội bom. Cơn địa chấn quá khủng khiếp, hậu quả sau đó còn tồi tệ hơn nhiều so với trận động đất 2 năm trước đây. Tôi chưa bao giờ thấy trận động đất mạnh như vậy, bây giờ tôi nhìn đâu cũng thấy thiệt hại, cô Ma nói. Cô Ma đang rất lo lắng cho gia đình người em họ của cô sống tại thị trấn Long Tong San, cũng là vùng chịu ảnh hưởng nặng. Tôi hy vọng họ vẫn an toàn, họ không trả lời điện thoại của tôi. Lở đất đã vùi lấp những đường dẫn đến thị trấn Long Tong San trước khi động đất xảy ra. Ông Chen Guoyong, người đứng đầu thị trấn Long Tong San cho biết rất nhiều tòa nhà đã sụp đổ, chính quyền đang xác định con số thương vong. Cảnh sát, đội cứu hộ và lính cứu hỏa đang đổ xô đến các vùng ảnh hưởng. Chính phủ Trung Quốc đã gửi 2.000 túp lều, 3.000 giường gấp, 3.000 chiếc màn và 3.000 áo khoác tới vùng thảm họa để hỗ trợ người dân. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV nói đây là trận động đất lớn nhất xảy ra ở Vân Nam trong 20 năm qua. Khu vực Tây Nam Trung Quốc thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1974, một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra ở đây, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Vào tháng 8 năm 2008 tại tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra một trận động đất 8 độ Richter, khiến hàng ngàn người thiệt mạng, gây thiệt hại lớn ở địa phương này và các vùng lân cận.